Làm thành ra là bước không thể thiếu được. Này chị Linh đã làm ngon lành rồi đúng không? Cái đầu này nó giống như đầu 501 nhưng nó lại là đầu ngắn. Thành ra là mình chỉ cần có thể là dùng một đầu thay vì dùng hai đầu. Chị Linh ạ. Hai cái đầu này thì bằng một cái đầu này. Mới ra thì đỡ phải thay đầu. Nhưng nó còn có công dụng là tạo nhám luôn, nên mình sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Đi như cái đầu kia luôn. Rất là tiện. Đây bạn này ai làm cho mài sâu thế? Mài sạch da.